cái phần ván mặt là 3 chỉ này, là ván mặt của nó là hơn 2 phân vị đục cả mặt sau. Đó nên là cái vách này rất là dày thì mới đục được cả hai mặt như thế này. Vách dày đục hai mặt rất giá trị. Gỗ tự nhiên nhá. Đây là vân gỗ hương đá tự nhiên. Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Quay trở lại với màn ảnh nhỏ vào trong buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại là ngày cuối tháng 8 năm 2021 rồi. Thì hôm nay bên xưởng có lên xong một bộ trường kỷ hàng chất liệu gỗ hương đá và hàng kích thước hàng đại. Đây, trước mặt quý khách hàng là tổng thể bộ sản phẩm đây. Và trong video clip ngày hôm nay thì bên xưởng sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là báo giá công khai cho mọi người về bộ trường kỷ gỗ thương này. Đó, mọi người nào có thể quan tâm thì hãy theo dõi video clip này. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể đây. Bộ bao gồm 3 món, một chiếc ghế dài, một chiếc bàn tiếu. Đó, kích thước của nó là kích thước hàng đại. Thì tôi sẽ báo giá cũng như là báo kích thước chi tiết cho mọi người trong video clip này. Đây là hình ảnh của chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này có kích thước của nó phủ bì và dài là 2m17. Dài 2m17. Đó, quý vị. Về cái hàng chất liệu gỗ thì quý vị có thể xem được trên màn hình đây. Quý vị quan sát trên màn hình đây. Gỗ là gỗ hương đá. Gỗ hương đá nhập khẩu Nam Phi. Vân gỗ rất là đẹp và cũng như là hàng chúng tôi làm rất là dày dặn. Hàng rất là dày dặn luôn. Phần chân của nó là chân 12 chỉ, quý vị này thấy cái chân bản chân rất là to này. Chân nó là chân 12 chỉ rất là to. Phần yếm là chúng tôi làm dày là 4 cm. Yếm làm dày 4 cm và có đục ngũ phúc. Đục ngũ phúc rất là dày và nếu mà nhìn theo chiều nghiêng quý vị thấy thì nó phồng ra khỏi cái dạ chân này, nhìn rất là đẹp. Đấy. Cái phần ván mặt là 3 chỉ này. Là ván mặt của nó là hơn 2 phân. Hơn 2 phân quý vị nhá. Cái ván mặt hơn 2 phân rất là dày dặn chắc chắn này cũng như là liền một tấm. Vân gỗ liền một tấm rất là giá trị, vân gỗ rất là đẹp. Rồi. Rất là đẹp. Đó, cái đặc điểm của bộ này là chúng tôi là đục cả mặt sau. Đục cả mặt sau đấy các bác này. Có thấy không? Đục cả mặt sau. Đó nên là cái vách này rất là dày thì mới đục được cả hai mặt như thế này. Vách dày đục hai mặt rất giá trị. Vách là đục tứ quý, tùng trúc cúc mai, vách giữa là đục sen cỏ. Đó. Này, cái phần vai các bác này, nhìn cái phần vai này vân gỗ rất đẹp luôn. Vân gỗ tự nhiên nhá. Đây là vân gỗ hương đá tự nhiên. Và sản phẩm bên xưởng mới lên có một nước sơn lót thôi mà đã đẹp như thế này rồi. Thì nếu mà các bác nào mà hoàn thiện lên thì còn đẹp hơn nữa các bác nhá. Đây là mới chỉ một nước sơn lót thôi mà vân gỗ đã nổi đã đẹp như thế này rồi này. Đây. Cái vai này rất là dày luôn. Cái vai này chúng tôi làm là dày của nó, độ dày của nó là dày 9 phân. Cái bản này là 14 phân này. Nguyên một thanh gỗ liền, nguyên một thanh gỗ hương liền, dài, rất là đẹp luôn. Đây. Toàn bộ cái đầu tay bên xưởng của chúng tôi là đục là cái xoắn ốc, đục xoắn ốc. Đây, chính góc này hơi nhìn khó nhìn đây, đục xoắn ốc quý vị này. Đây, chiếc ghế thứ hai đây, chiếc ghế thứ hai đây. Y hệt chiếc trước, hai chiếc không khác gì nhau. Không khác gì nhau luôn. Quay chi tiết cho mọi người xem. Tôi đi chậm cho các bác xem được cái đường vân gỗ này. Vân gỗ rất là đẹp luôn. Và cái tấm mặt này mặc liền rất là giá trị luôn. Mặc liền luôn. Liền một tấm luôn. Hàng dày dặn, sắc nét, đục chạm sắc nét rồi thì gỗ lạt dày dặn. Đây, hàng ngang này, hàng mẫu cũng rất là khít luôn nhá. Rất là khít, rất là kín luôn. Đây, mẫu rất là kín luôn. Đục chạm. Đây là đường nét đục chạm. Đó. Quay lại trở lại với cái bàn này. Cái bàn của nó thì chiều dài của nó là kích thước là 1m37 này. Cao là 80. Bề ngang của nó, bề ngang này tôi nhớ không rõ, nó tầm 47 các bác ạ. Bề ngang của nó tầm 47 và 50 gì đấy. Tôi nhớ rõ kích thước của cái bàn này. Và cái bàn này thì các bác thấy là nó cũng rất là dày luôn. Cái bàn này chân nó rất là to luôn, chân 9 chỉ này. Nhìn nó rất là dày dặn luôn. Nhìn cái bàn này. Cái bàn nó có độ dày dặn luôn, ván mặt cũng dày này. Nó nhìn khung, nhìn nó chắc chắn luôn các bác ạ. Nhìn cái bộ ghế nó chắc chắn luôn, cái hàng nó dày dặn nó đẹp. Cực kỳ là chắc chắn. Quý khách hàng ngồi thì thoải mái luôn, không sợ là không sợ không lo về độ dày. Rất là đẹp luôn, gỗ hương đá nhá. Và xưởng sẽ báo giá luôn cho các bác là hiện tại bộ này
bên xưởng đầu gỗ Tùng Tám đang bán với mức giá là 33 triệu. Đấy, bộ trường kỷ gỗ lim. Chân 12 chỉ, vách độc hai mặt, cả mặt trước cả mặt sau này. Đó, gỗ lạt dày dặn, gỗ hương đá, để hàng đẹp. Có giá 33 triệu. Đấy, quý khách hàng là có nhu cầu hãy liên hệ xưởng đầu gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Kỳ, Phú Thọ đây. Quý khách hàng quá đẹp luôn. Bán đâu? Anh à. Quay tổng thể cho các bác nhé, quay tổng thể một vòng đây. Đây nhé. Ok mọi người nhé, mọi người yêu mến thì hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào mọi người.